Cha phóng hỏa đốt nhà vì con gái không vay tiền để trả nợ. Ngày 13 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Bá Tuấn, sinh năm 1980, cư trú ấp An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội hủy hoại tài sản. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2022, sau khi đi uống rượu về đến nhà thì Lương Bá Tuấn và con gái ruột là Lương Thị Tê, N, sinh năm 2003 xảy ra mâu thuẫn do N không chịu vay tiền cho Tuấn trả nợ. Sau đó, Tuấn vào nhà lấy chai xăng khoảng 250ml đã mua trước đó, đi ra gian nhà sau đến giường ngủ của N, thì Tuấn đổ xăng rồi châm lửa đốt nhà và bỏ đi khỏi hiện trường. Lương Bá Tuấn tại cơ quan điều tra, thấy lửa bốc cháy, N và mẹ ruột chạy ra khỏi nhà rồi tri hô cho mọi người xung quanh biết để giúp chữa cháy. Các đơn vị chữa cháy địa phương có mặt dập lửa, đến gần 12 giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt. Hậu quả vụ cháy đã thiêu rụi căn nhà của Tuấn cùng nhiều tài sản có giá trị. Sau khi gây ra vụ việc, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.